Mới 25 tuổi, nhưng chàng thanh niên dân tộc Khmer này lại có niềm đam mê mà không phải bạn trẻ nào cũng có được, đó là tìm hiểu, sưu tầm nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình. Là giảng viên dạy nghệ thuật của trường đại học Trà Vinh, Sơn Cao Thắng đã có nhiều thành tích trong việc giảng dạy và các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ của trường. Những chiếc mặt nạ này do chính tay Sơn Cao Thắng làm ra sau quá trình tầm sư học đạo. Nó là những tài liệu quý để Thắng giảng dạy cho các sinh viên của mình. Sơn Cao Thắng đang có những kế hoạch táo bạo trong tiến trình chinh phục những vốn cổ của dân tộc. Tại trường Đại học Trà Vinh, những sinh viên này được tham gia vào các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của trường. Ngoài những giờ học chính, nhà trường tổ chức câu lạc bộ để các em có điều kiện được tiếp cận với nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn Khmer truyền thống. Người Khmer có hai loại hình múa, múa sinh hoạt cộng đồng hay gọi là múa dân gian và múa sân khấu cung đình. Đây là một vũ điệu dân gian với giai điệu sôi động, rộn rã về tốc độ và các động tác trong khi múa. Trong trang phục truyền thống của người Khmer, các đôi nam nữ sinh viên uyển chuyển được thể hiện qua sự phối hợp nhịp nhàng, sinh động với các động tác tay chân theo từng điệu nhạc. Còn đây là vũ điệu cung đình. Kim Thị Thanh Truyền là sinh viên năm thứ tư, không mấy khó khăn khi thực hiện nhuần nhuyễn những động tác múa này. Phải mất 4 năm đều đặn tham gia câu lạc bộ, Thanh Truyền mới có được tư thế của đôi tay, động tác di chuyển của đôi chân nhằm tái hiện vẻ đẹp của những bài múa cung đình cổ xưa. Những điệu múa thuần thục của các sinh viên trường Đại học Trà Vinh là những mầm quả mà các thầy cô ở đây ươm trồng bao năm qua, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Sơn Cao Thắng. Lĩnh vực văn hóa do bản thân có được từ gia đình và quá trình nghiên cứu tìm tòi từ các nghệ nhân đi trước, thì trong đó có những nghệ nhân về lĩnh vực dù kê cũng như là lĩnh vực về múa rô bam, và một số nghệ nhân thì bên lĩnh vực là nghiên cứu về mão mặt nạ, thì thông qua những người nghệ nhân đó thì em cũng cố gắng để mà đến với họ. Thứ nhất là mình tìm tòi học hỏi những cái vốn cổ truyền của ông cha ta để lại, và thứ hai thì thông qua cái nghiên cứu đó, những sản phẩm nghiên cứu đó thì em sẽ phục vụ cho hoạt động giảng dạy của em tại trường. Trong số các nghệ nhân và nhà nghiên cứu mà Sơn Cao Thắng tìm đến, có nhà nghiên cứu văn hóa Sàng Xết. Tính đến nay, ông đã cho xuất bản gần 20 cuốn sách sưu tầm, nghiên cứu, khảo luận về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Trong số đó, tiêu biểu là những cuốn sách đi sâu nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu dù kê, rất công phu, rất thuyết phục, góp phần vào việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Sơn Cao Thắng đã củng cố thêm được nhiều kiến thức qua những lần đi gặp các nhà nghiên cứu như Sàng Xết. Và đây là những tài liệu mà ông Sàng Xết đã mất nhiều công sưu tầm, nghiên cứu và viết thành sách. Ông Sàng Xết nói rằng người Khmer rất ưa thích múa hát. Khi hát bao giờ cũng múa và khi múa bao giờ cũng hát. Những chùa lớn thường có đội kèn, trống và là tụ điểm sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa xã hội của đồng bào Khmer. Hiện nay ở Nam Bộ thì dân tộc Khmer có khoảng là 1.400.000. Đời sống của người Khmer Nam Bộ gắn liền với ngôi chùa. Hiện nay ở Nam Bộ thì có 464 chùa Khmer. Chùa không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng thuần túy mà là sinh hoạt
luôn về cái văn hóa cuộc sống của người Khmer. Nơi nào mà có người Khmer thì nơi đó có chùa. Dân tộc Khmer gắn liền với cái nghệ thuật từ khi sinh ra cho tới nhắm mắt lìa đời cũng đều có là nghệ thuật. Trong đó thì từ đầu thì có hát ru, từ có nhạc đám cưới lớn lên, từ sau đó là tiễn đưa bằng nhạc ngũ âm về cõi Vĩnh Hằng. Do đó từ cái ba đặc điểm từ khi sinh ra, cưới sinh cho tới mà chia lìa cuộc đời thì nó gắn như vậy. Trong phần đó sau đó nó tạo thành một cái nghệ thuật biểu diễn. Thí dụ là ru con thì đưa tay như thế nào, hát như thế nào, biểu diễn như thế nào. Cưới, đám cưới thì có múa như thế nào, hát như thế nào. Rồi lễ tang thì có hát, thì có ngâm như thế nào. Trong đó nó gắn liền. Từ cái đó nó phát sinh ra cái nghệ thuật. Những điểm diễn rô băm trong các lễ hội truyền thống, trong sân chùa, trên những cánh đồng sau vụ mùa đang ngày càng thưa vắng. Chỉ còn rất ít những phun sóc còn lưu lại và duy trì những hoạt động nghệ thuật như thế này. Trước khi đạt đến một nền sân khấu dù kê hoàn chỉnh, người Khmer Nam Bộ đã có những loại hình nghệ thuật diễn sướng sơ khai như hát đối đáp, a dây, và đỉnh cao của hình thức diễn sướng cổ nhất mà người Khmer đồng bằng sông Cửu Long còn bảo lưu là rô băm. Điệu rô băm được các nghệ sĩ nghiệp dư này biểu diễn những động tác và tư thế của đôi bàn tay trong tư thế phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển, uốn cong của toàn thân. Người xem cảm thấy bâng khuâng, thương nhớ các nàng Apsara, vũ nữ thiên đình, mà hình ảnh tuyệt vời còn lung linh trên mặt đá trong các nhà chùa. Với sức mạnh khái quát thể hiện tính chất trang nghiêm, sùng kính của truyền thống tôn giáo và cung đình từ thời xa xưa, thể hiện ý tình sâu kín nhất của các nhân vật. Muốn đạt được trình độ đó, các thiếu nữ này đã phải trải qua nhiều năm rèn luyện. Nhiều người gọi sân khấu rô băm là sân khấu kịch múa bởi loại vũ kịch mặt nạ này sử dụng múa như một ngôn ngữ chính yếu, hát chỉ là phần phụ. Các điệu múa trong rô băm vừa sinh động vừa mềm mại. Trong đó, điệu múa cơ bản của rô băm là rôm chách, múa chằn, apsara, múa tiên, tờ su, tờ sai, điệu kết hợp của 12 động tác múa, múa khỉ Hanuman. Diễn viên múa trên nền tiếng hát ở hậu trường, múa trên nền nhạc không lời. Lúc đối thoại thì không có nhạc và cũng không có múa. Riêng vai hề thì không có múa và cũng không có hát. Hề chỉ pha trò theo khẩu ngữ hoặc ứng diễn. Trong vở diễn rô băm thường có hai tuyến nhân vật, vua, hoàng tử, công chúa, không mang mặt nạ. Và ngược lại, những nhân vật mang mặt nạ gồm nhiều loại, nhưng nổi bật nhất là vai chằn, Jack, đại diện cho phái ác. Âm nhạc rô băm ngoài phần hát còn có nhạc đệm gồm trống cồn và kèn sợi rom. Đây là dàn nhạc chủ yếu gây không khí cổ động cho đêm diễn và đệm múa, có âm lượng lớn, diễn tấu như trống thúc mạnh mẽ trong những màn chiến đấu. Khi khóc than thì cất lên tiếng kèn nghe thật ai oán. Rô băm là múa, rô băm là múa. Tại vì do trong cái từ mà gọi là cái gì về mặt văn học nghệ thuật, người ta gọi là nghệ thuật múa rô băm. Rô băm là một cái điệu múa mà của dân tộc Khmer Nam Bộ người ta gọi như vậy. Nếu mà tính ra cái theo cái lịch sử hoặc là nó sinh sôi nảy nở vào năm nào tháng nào thì không có ai tìm ra cái chứng cứ đó hết. Hai thầy trò cũng đã lật lại những trang sử, những tài liệu ghi chép về loại hình nghệ thuật rô băm, nhưng không thấy ghi cụ thể về thời gian ra đời.
chỉ biết rằng thời hoàng kim của đoàn rô băm vào những năm thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Hàng năm, các đoàn nghệ thuật rô băm thường đi lưu diễn ở đám Lạp Phước, các chùa. Đoàn đi diễn đến đâu đều được bà con Khmer địa phương hậu đãi, lo nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Trong những ngôi chùa rất giàu truyền thống văn hóa như thế này, các nhà nghiên cứu bắt gặp nhiều loại mặt nạ như chằn, khỉ, nai, ngựa, mão vua. Mỗi phun sóc của người Khmer không thể thiếu ngôi chùa, nơi thờ Phật, gửi cốt tổ tiên, mà còn là nơi bảo tồn thư tích cổ, là trung tâm văn hóa giáo dục. Trong một môi trường văn hóa được bảo tồn chặt chẽ như vậy, người Khmer có điều kiện phát huy loại hình nghệ thuật đại chúng như rủ kê. Các quy chuẩn nghệ thuật sẵn có với những mô típ ổn định cho phép việc thiết kế sân khấu, đạo cụ bằng bàn tay nghiệp dư. Và không quá khi nói rằng từ múa rô băm, hành trình của những đường cong là một trong những nhan sắc uyển chuyển, sinh động cho nghệ thuật biểu diễn rủ kê. Nếu rô băm đòi hỏi diễn viên múa chuyên nghiệp, tổ chức sân khấu quy phạm và phức tạp, thì với bản chất không chuyên cho phép nghệ thuật rủ kê sống trong đời sống người Khmer Tây Nam Bộ. Biểu hiện sinh động nhất là nguồn diễn viên có thể được huy động từ một phun sóc nào đó. Và thế là trong vài đêm, có cô thôn nữ chăm trồng hành, trồng cải đã sống đời hoàng hậu giữa cung đình. Còn người nông dân giỏi cày cấy đã thành hoàng tử nhiều quyền phép, sẵn sàng vượt hiểm nguy để đón nhận sự trầm trồ, thán phục từ khán giả. Rủ kê ra đời từ nhu cầu thiết thực của người bình dân. Rủ kê là thể loại kịch hát của dân tộc Khmer, tương đương với cải lương của người Kinh. Tức là cái loại hình nghệ thuật sân khấu này nó sinh sao để muộn hơn nghệ thuật sân khấu múa. Tức là trước năm 1910 thì đã có sân khấu trẻ em. Người sáng lập ra một em thiếu nhi đó tên là Kê, người ta gọi là A Kê. Mà đi coi A Kê đó là trong khi đó là nhiều người mà đến người Khmer gọi A Kê thì cũng không có cái gì mà khó khăn. Cái người qua gọi A Kê cũng không có gì khó khăn đó. Còn người Việt là kêu cái A Kê đó nó hơi khó, nó không có phù hợp với tiếng của mẹ đẻ của mình. Nhưng mà trong đó thì nó có gì, có múa thì người Khmer Nam Bộ gọi là vũ. Từ cái A Kê đó thì người Việt đến họ xem là đi coi vũ kê, mà tiếng Nam người ta gọi là vũ kê, từ chữ quê thành chữ d thành vũ kê. Rồi sau đó người Khmer cũng đến xem, nghe cái chữ vũ kê đó, cũng vũ kê hay đó, thì người ta gọi là vũ kê. Như vậy cái từ đó nó không có trong từ điển Bách Khoa Toàn Thư, từ điển tiếng Việt cũng có mà từ điển tiếng Khmer hoàn toàn cũng có. Mà từ khi mà nó múa hay múa giỏi như thế đó thì nhiều người lớn họ làm theo. Bản thân Sơn Cao Thắng cũng gặp không ít trở ngại trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Cần lắm những công trình lý luận nghiên cứu chuyên sâu, hoàn chỉnh về rủ kê. Song song với đó là những phương pháp hợp lý để truyền dạy, gìn giữ giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc này. Năm 2013, lần đầu tiên được sự trợ giúp của các nghệ nhân và nhà nghiên cứu, Sơn Cao Thắng đã viết kịch bản vở Rủ Kê Cạm Bẫy Học Đường, được trình diễn trong hội thảo Nghệ thuật sân khấu rủ kê Khmer Nam Bộ, di sản văn hóa dân tộc, gây tiếng vang lớn trong cộng đồng. Những năm sau này, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của trường Đại học Trà Vinh luôn là địa chỉ đỏ, thu hút nhiều sinh viên tham gia. Giống như câu là học nữa học mãi thì học không bao giờ hết, tại vì là kiến thức cũng giống như là cái vốn cổ truyền về văn hóa của người Khmer thì nó là nền tảng, em nghĩ là nó rất là đồ sộ. Về phần nghiên cứu của em thì nó chỉ là mới là nghiên cứu được một phần nào đó thôi, nhưng mà trên một cái lĩnh vực nghiên cứu của em thì em sẽ chuyên sâu về nghệ thuật múa hoặc là nghệ thuật biểu diễn. Đó, em có làm một đề tài nghiên cứu cấp trường, đó là đề tài nghiên cứu mão mặt nạ. Thì em hy vọng rằng với sản phẩm nghiên cứu của em thì nó thứ nhất là nó phục vụ công tác chuyên môn tại trường, cũng như là phục vụ vấn đề là văn nghệ thiết thực tại trường vào những cái dịp như là
tổ chức hội diễn hoặc là tiếp đoàn khách thì nó sẽ có những cái mã mặt nạ đó để mà mình phục vụ cho vấn đề biểu diễn. Thứ hai nữa, thông qua cái sản phẩm nghiên cứu này thì em sẽ truyền dạy cho các bạn, có nghĩa là cách làm mặt nạ nó như thế nào, vấn đề sử dụng của nó ra sao, và sẽ hy vọng rằng những cái sản phẩm này sẽ làm nền tảng cũng giống như là làm cho các bạn có một cái niềm đam mê về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa nghệ thuật. Ở Trà Vinh, ông Thạch Sô Hoanh, 69 tuổi, là một trong những nghệ nhân am hiểu các loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo của dân tộc Khmer. Theo nghệ nhân Hoanh, để có được chiếc mão mặt nạ truyền thống dùng trong các loại hình sân khấu như ca kịch rô băm, rủ kê, thay vì trải qua nhiều công đoạn như trước đây, thì ngày nay đã đơn giản hơn khi có thể thay thế bằng một số keo dán và sơn công nghiệp. Ông Thạch Sô Hoanh cũng là một trong những nghệ nhân hỗ trợ và giúp đỡ Sơn Cao Thắng rất nhiều trong quá trình nghiên cứu. Thời gian này bác có làm nhiều không? Theo mùa, vì mùa này có nhiều trái toàn lóp nên tranh thủ bẻ trái về làm. Cái này hoàn thiện chưa? Vâng, đã xong. Cho con hỏi tại sao phần này lại sơn màu xanh? Việc cho màu cho từng nhân vật là dựa vào tích truyện. Mỗi nhân vật đều có màu đặc trưng dựa theo tài liệu của người xưa để lại. Đặc biệt trong câu chuyện Rimke, có những nhân vật với màu đặc trưng như đỏ, xanh, vàng. Mỗi khi biểu diễn, người xem dễ dàng nhận ra đâu là nhân vật nào. Vậy tên của chăn này là gì hả bác? Tên là Khun Pha. Nó màu xanh. Đỏ là nhân vật Krong Rip. Cái xứ này á là nó có truyền thống. Ra đời tôi là đời thứ tư. Ông bà ông cố nội ngoại hồi đó ông phải làm cái này nhưng mà ông đi vào cái này. Ông khoái ở đây, tại đây ta kêu là kê đội hắc rầm của Năng Nơn mà hồi xưa á, bây giờ nó của ấp Dùng Lức Đà Lộc. Mà Năng Nơn thì ở đây nó ở phía mặt trời mọc của xứ này, nó đi qua 5 cái lô, 5 cái số mới tới. Nó ở Hiệp Hòa, Kim Hòa đây. Thì lúc đó thì á, hồi phong trào nó nổi cái này đó, thì ở đây thì nhà nó quá lưa thưa. Rồi bao giờ xưa xưa thì cũng như là hết cái vụ mùa mà. Rồi tới tháng, đây là tháng 2, tháng 3 bắt đầu mấy ổng kéo tứ xứ, chỗ nào cũng có hết. Là kéo qua một chỗ đó gom góp lại một chỗ đó rồi diễn cả tháng, diễn tới nào là rớt cũng mưa. Tới mà xuống vụ, làm đám mạ thì xuống vụ là mới thôi, mới nghỉ. Ông Thạch Sô Hoanh thực sự là một nghệ nhân đa tài của phun sóc Khmer. Ngoài công việc làm mặt nạ, mão, ông còn có thể múa rô băm. Đến nay, múa rô băm vẫn chưa có trường đào tạo, nên phần lớn là tự đào tạo tại lò nhà. Hơn nữa, lớp trẻ ít quan tâm đến loại hình nghệ thuật này. Chỉ có ai thực sự yêu nghề, dám hy sinh cho nghề mới theo nổi. Vì vậy, khi Sơn Cao Thắng tìm đến ông tầm sư học đạo, thì ông tỏ ra rất vui mừng và nhiệt tình chỉ bảo. Xã hội hiện đại kéo theo các loại hình nghệ thuật phát triển rầm rộ. Nhưng đâu đó có những người quay lại tìm về những giá trị truyền thống của dân tộc. Và những thầy cô giáo ở trường Đại học Trà Vinh đang từng ngày nỗ lực truyền đạt cho các thế hệ học sinh của mình. Không chỉ là những điệu múa rô băm, múa dân gian, những vở diễn rủ kê, mà sau này sẽ là các vốn cổ khác đang có nguy cơ mai một. Đưa âm nhạc dân gian, sân khấu truyền thống vào học đường là một trong những biện pháp cơ bản và quan trọng để truyền bá và giáo dục lòng yêu mến, tự hào, ý thức bảo tồn, phát huy những di sản dân gian trong thế hệ trẻ. Sân khấu học đường của trường Đại học Trà Vinh đang thực hiện được mục tiêu này, hướng các sinh viên của mình tìm về những giá trị truyền thống. Câu lạc bộ của khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật đó là thầy ở đây có dạy múa, múa là điệu múa của dân tộc Khmer, và tụi em tham gia đó là để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, và cũng là để mình giống như một hình thức giải trí
sau một tuần mình học tập căng thẳng. Niềm đam mê, em yêu thích cái nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, vì cái sự đam mê đó đã thúc đẩy lên cho em sự cố gắng và sự cố gắng trong luyện tập. Rabam, điệu múa chay yam, điệu múa chằng khỉ, với ngoài ra còn nhiều cái khác nữa mà em chưa biết, nên em muốn học nhiều hơn để biết nhiều hơn về cái văn hóa của mình.